Ngôi chùa cổ mang tên chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang. Này mình đi chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhé. Đây là ngôi chùa cổ, không biết là bao nhiêu năm rồi đây. Chỉ biết là ngôi chùa cổ ở khu vực phía Bắc. Trong chùa là vẫn là nền đất, nền sỏi son, chứ không có nền gạch, nền bê tông gì. Anh Nguyễn Tấn Đắc, em chào anh nhé. Đây là ngôi chùa cổ, là cách nhà em thực tế ra cũng chỉ tầm độ 30 cây trở lại thôi. Lần đầu tiên mới được lên đến đây. Chùa cổ anh ạ, ngôi chùa cổ lắm. Toàn bộ bằng gỗ từ ngày xưa hết. Không biết là ngôi chùa này là được xây dựng vào thế kỷ thứ bao nhiêu đây. Cái ngôi chùa này là xây dựng từ bao nhiêu năm này nhỉ? Từ thế kỷ bao nhiêu? Hả? Không, cổ lắm thì nó phải có năm chứ. Không biết là chỗ nào nhỉ? Không biết nó bao nhiêu năm rồi, chả biết đâu. Ngôi chùa này không biết là nó xây dựng từ cổ đấy, từ trước người ta phải bảo dưỡng, bảo quản thì nó mới được, còn đến giờ chứ. Bảo tồn. Người ta phải bảo tồn nhưng mà không biết là bao nhiêu năm. Em chào anh nhá. Chùa cổ lắm anh ạ. Em vào em quay qua trong Tam Bảo cho anh nhá. Đây là ngôi Tam Bảo. Xin chào cả nhà nhé. Ngôi chùa cổ gỗ từ chùa không biết từ thế kỷ nào, em cũng không nắm được cái lịch trình. Đây là Tam Bảo đây nhá. Hôm nay em đi theo đoàn của thôn nhà. Đây ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Em chúc anh cùng gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và thật nhiều may mắn. Đây là ngôi chùa cổ gỗ toàn bộ, từ dùi mè rồi đi tất cả gỗ hết ạ. Cột gỗ to thế này. Rộng quá, khuôn viên chùa rộng quá. Đấy là ngôi Tam Bảo ạ. Không biết là có đây. Chùa Vĩnh Nghiêm, không biết là xây dựng từ đây. Chùa Vĩnh Nghiêm còn gọi là chùa Đức La, xã Chí Yên, huyện Yên Dũng.
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, năm 1964 chùa được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Ba vị Trúc Lâm và Tổ Nhân Tông. Thủ tịch pháp là 1284-1330. Ôi ôi, ngôi chùa này có gần 1.000 năm rồi. Đây là các bản chữ Hán. Từ năm 1006 này. Thế chứ 1280-1300, nói chung là ngôi chùa này có gần 1.000 năm rồi, 700-800 năm. Năm 1964 mới được xếp hạng, lúc giờ nhà nước xếp hạng. Khu vực này vẫn gọi là cổ kính nhất, ngôi chùa này vẫn giữ nguyên. Đây là Quan Âm Bồ Tát đây. Ô chị Lan ơi, đi đằng nào đấy? Rộng. Nãy là vào cái ngôi Tam Bảo đằng trước đây. Đây là còn là các ban. Đúng là cổ toàn bộ luôn. Gỗ hết. Ấy. Gỗ vẫn nguyên bản này. Ấy đẹp quá. Hello. Đây là chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện xã Chí Quả, xã Chí Yên. Chí Yên, huyện Yên Dũng. Đủ cổ không này. Đi với thầy chùa làm lễ cho. Đi với thầy chùa làm lễ hết cho. Ui giời. Đến đây khắp chùa cổ nhé, gỗ thích nhè. Đây là chỗ Trúc Lâm. Đấy. Chùa cổ nó thấp nguyên bản này, gỗ nhè. Còn cả thuận đây này, còn cả những cái bức thuận đây là tức là mái thấp. Đúng là chùa cổ mà. Thế là chùa cổ nguyên bản nhè, gỗ mái đào hết. Đúng theo chủ cổ là cứ ngôi Tam Bảo ở đằng trước, xung quanh với đằng sau là. Xin chào, tưởng nay không đi làm à? Em đi làm Tết chưa? Khai xuân chưa? Nguyễn Đức, anh Minh à? Nay trên Na bọn em ở nội cũng có một số người đi theo cùng đấy anh ạ. Chùa Vĩnh Nghiêm thực tế ra cách mình có chưa đến 30 cây nhưng mà cũng chưa có điều kiện đi. Hôm nay là đi theo đoàn, đi với thầy làm lễ đụng kinh cho hết. Sớ trước thầy lo hết cho. Chắc cũng nhiều người chưa được đi cái chùa này. Chưa được đến tham quan làm lễ chùa này đấy. Ngôi này ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban quản lý di tích tổ đình Vĩnh Nghiêm Bắc Giang xin thông báo. Đấy, cả nhà nhìn này. Nào quên một cái ví đỏ, trong túi có 245.000. Giấy tờ hồ sơ không có. Nếu mà quý Phật tử nào đánh rơi thì vào phòng với di tích. Đấy, cả nhà nhìn thấy cái ngôi chùa linh thiêng rất nguy nga nhé. Đấy, vẫn hàng cột này.
người cao là đứng gần chạm đầu. Trong túi có hơn 200.000, vẫn có bộ à? Đúng là cửa chùa cổ đấy, toàn bộ có bộ, bước qua bộ mạng yếu nó vừa bật. Điện truy cập wifi à, vào đây nó có wifi, nó tranh chấp luôn. Bắt đầu đằng sau kia vẫn còn rộng ghê, khuôn viên chùa rộng thật đấy, vẫn còn đằng sau nữa đây. Cho mọi người xem, ai mà chưa biết được cái ngôi chùa này. Anh Minh đã đi chùa này chưa? Em là đặt lễ rồi, sớ chứ thầy lo hết cho rồi. Chỉ vào tòa Tam Bảo làm lễ, còn đi thăm toàn cây rộng thuế. Có mỗi cái tòa này là xây này, còn toàn gỗ xây, nhưng mà vẫn vì rồi, vẫn là gỗ, vẫn là gỗ cổ, chỉ có xây tường mới. Trong cái hành lang này mọi người biết, cái hành lang này nó như là chùa Bút Tháp. Cuốn mình đâu hết rồi. Nam chiếc ra rồi sao chị ạ? Ra rồi. Người giang trước đây thôi. Đấy. Mái thấp này. Đấy. Ngôi chùa này mới ngôi chùa Bút Tháp. Cảm thấy là nó cổ kính, giữ được nguyên hiện trạng. Chùa Bổ đã có chùa Bổ, chùa Bút Tháp và chùa Vĩnh Nghiêm là chùa cổ. Úi dồi, bên này rộng này, úi dồi, rộng thế. Trời ơi, cái khu này đúng là đất Bắc Giang, đất Bắc Giang. Nhà đã rộng rồi. Quá nhỉ. Đây là cái mát mẻ, không có ánh nắng.
Quân mình đâu hết rồi nhỉ? Đi làm gì mà đã đi làm được? Ấy tình người đẹp cảnh đẹp kia kìa, ra chỗ kia nhung không ra chỗ đào đẹp thế nhỉ? Đẹp thật nhỉ? Đây là Nguyễn Thị Ngân lịch nhỉ? Tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngân lịch. Nhung ra đây ông cho chụp cho con. Đây cứ đứng đây, cứ đứng đây này khác, cứ đứng đây, không. Đấy. Sau về. Đó. Rồi cứ thay đổi thật nhiều dáng mà. Sau về già ảnh. Tùy thế, tùy đúng là tùy như hoa. Được chưa? Được rồi. Đấy. Bui tre nhỉ? Giờ kiếm được bui tre hơi hiếm đấy nhỉ? Còn gì nữa? Giờ lấy đâu bui tre? Ở mình đất tre mà chả có. Công nhận đây rộng thế nhỉ? Rộng mà mát. Trời hôm nay báo động là trời trời đấy. Cơn mưa. Bây giờ đất Bắc Ninh mình kiếm được bụi tre này hơi hiếm chứ. Lên núi còn không? Còn nhưng mà tre nó gọi là tre tre ruột tí tre giàu. Bụi tre này. Đấy, chỗ này đẹp thế nhỉ? Rồi. Chỗ này là nhà chùa người ta làm cái chỗ này để cho kia là ngôi ấy. Và đi. Mấy ông đàn ông chạy đâu hết. Chùa Vĩnh Nghiêm đây, chùa Vĩnh Nghiêm đây. Này sao? Ơi. Ừ. À, chưa vào chùa. Ờ, khu đằng sau ta bảo rộng lắm. Rộng đi. Đào giá. Rộng ghê. Đây là cái đường Tây Yên Tử. Đường này là đi về Yên Tử được. Đây cách chùa Yên Tử tầm 60-65 km này. Quỳnh Lâm Yên Tử. Chùa Vĩnh Nghiêm. Chiêu tới Thiền Lâm. Thiền tâm chưa đầy. Trời hôm nay chột rời đây, có cơn mưa, nhiều mây. Đi ra đi. Thôi, mình tắt tại đây nhá. Chào mọi người.